bây giờ thì đang ngồi chờ bus để đến cái chỗ Airbnb của mình để check in. Đây là lần đầu tiên mình đến Sydney. Mình biết kiểu như mọi người đi cả rồi, bây giờ mới đến lượt mình ấy. Nhưng mà không sao, tha muộn còn hơn không đúng không? Thì bây giờ mình sang Sydney thì mình sẽ đi thăm vài người bạn và đến một vài chỗ mà kiểu mọi người thường gợi ý khi mà đến Sydney ấy, bởi vì mọi người nói là Sydney có rất là nhiều chỗ chơi. Sorry mọi người vì ở đây hơi ồn một chút vì họ đang thi công cái gì đầu kia ấy. Thì mình sẽ ở Sydney 4 ngày 3 đêm và sau đấy sẽ quay trở lại Melbourne vào chiều thứ 7, nghỉ ngơi thêm một ngày chủ nhật nữa. Chúng ta nói là nghỉ ngơi mình vẫn phải đi làm. Và thứ hai tuần tới là mình sẽ bắt đầu đi học lại luôn, một kỳ học mới lại bắt đầu. Nên là xác định đây là kỳ nghỉ để củng cố sạc lại năng lượng cho bản thân. Ok, nên là mọi người hãy xem là mình sẽ đi đâu và làm gì ở Sydney nhá. One eternity later. Và đây chính là Airbnb mà mình đã thuê, nhìn rất là ưng với mọi người ạ. Trời ơi, siêu xinh luôn ấy. Đây cho mọi người xem một chút, đây là bếp này, đi vào thì sẽ có tủ lạnh, bàn ăn. Phòng mình ở trong kia, mình sẽ vào xem một lát. Ở đây thì có một cái chỗ ban công này kiểu rất là chill ấy. Và đây là phòng của mình. Nhìn rất là ưng với mọi người ạ. Ôi đúng kiểu tông màu, cái cảm giác, cái vibe mà mình yêu thích luôn ấy. Còn đây là nhà tắm, là sạch sẽ, có bồn tắm riêng này. Còn đây đủ tất cả mọi thứ. Yay, welcome to Sydney. 2 hours later. Vậy là mình đã sửa soạn xong rồi và bây giờ chỉ có ra đường đi chơi thôi. Chiều nay thì mình có hẹn với một người bạn, nên là mọi người hãy cùng đón xem rằng bọn mình sẽ đi những đâu nhá. Let's go. Mình thuê Airbnb ấy, nó rất là thích, kiểu rất là trong lành, nhiều cây, cực kỳ thoáng đãng ấy. Và có cả công viên rồi nhà trẻ. Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ thì mình đang trên đường đi ra bus stop để lên trên city. Cái chỗ mình thuê thì nó lại không gần city mà nó lại gần biển hơn ấy. Nên là đi lại cũng khá là tốn kém thời gian một chút. Mới vừa sang đây thôi nhưng mà mình đã bị ấn tượng bởi cái hệ thống bus và phương tiện công cộng ở đây rồi. Mình nghĩ là nó tốt hơn nhau rất là nhiều. Bus ở đây thì có kiểu V-line, nó sẽ là 2 tầng này, rồi tàu cũng có 2 tầng luôn. Và có những cái điểm stop như thế này, mà có thể thấy những cái điểm khác nhau từ kiểu A, B, C, D ấy. Nó sẽ rất là tiện để mình biết chính xác mình đứng ở đâu. Vì là chờ bus mãi không được nên mình đã quyết định đi bộ đến chỗ hẹn để gặp bạn này. Mình vừa nhận ra là ở Sydney cũng có Industry Beans. Thì đấy là một cái nhà hàng brunch rất là nổi tiếng ở Melbourne ấy. Và không ngờ là bên này nó cũng có. Lời gì muốn giới thiệu về trái na táo không? Đây là trái na táo như thế nào? Có gì đặc biệt? Trái na táo is boring as fuck. Về tao sẽ cắt tiếng đi. Đừng cắt đi, chị biết thì đặt rồi thôi. I had this music. I had this song.
Thế là một ngày đầu tiên ở Sydney cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm và mình cũng vừa về nhà thôi. Thì sau một ngày lang thang đi bộ phải tầm hơn 20.000 bước ở trên city ấy, thì mình cảm thấy rất là vui. Mình cũng đến được những cái địa điểm khá là nổi tiếng ở trên city, ví dụ như là Chinatown này, rồi Queen Victoria Building. Queen Victoria Building thì như mọi người có thể thấy ở phần trước của video, thì đấy là một cái tòa nhà, một khu mua sắm thiết kế theo phong cách châu Âu rất là cổ kính và rất là đẹp. Chinatown ở Sydney thì hoàn toàn khác với Chinatown ở Melbourne. Cái không khí cũng khác, cái cách người ta thiết kế cái con phố đấy cũng khác nữa. Chinatown ở Melbourne thì mình không cảm giác nó giống với khu phố người Trung cho lắm ấy, bởi vì có rất là nhiều những cái nhà hàng Nhật Tàu đan xen linh tinh và nó không tạo cho mình cái cảm giác đúng là một cái con phố thật sự của người Hoa. Còn Chinatown ở Sydney thì khác, nó to hơn và nó kiểu cổ kính hơn một chút. Và sau đấy thì bọn mình có đi ăn như mọi người cũng đã thấy ở phần trước, loanh quanh chỉ có thế thôi. Và sau đấy thì bọn mình đi dạo ra cả Darling Harbour nữa, thì đây cũng là một nơi khá tương tự như là Docklands ở Melbourne. Thường thường thì tối thứ bảy nghe nói là sẽ có bán pháo hoa, nhưng mà vì tối thứ bảy thì mình đã về rồi nên là rất là tiếc là không xem được pháo hoa. Nhưng mà bọn mình cũng ra đấy tận hưởng không khí gió mát và trò chuyện một đôi chút, sau đấy thì ra về thôi. Mình rất là đen ý, bởi vì thứ nhất là sáng ngày hôm nay mình trước khi đi thì mình tự nhiên quên bén đi mang theo sạc điện thoại, và thật sự là nó vô cùng kinh khủng khi mà mình vừa phải quay này xong kiểu lại phải tra bản đồ, tra map tìm đường đi ấy, nên nó tốn rất là nhiều pin và 3G. Mình không dám bật 3G luôn, cứ bật rồi tắt vì sợ cái máy này nó hết nguồn thì nó sẽ, mình sẽ không tưởng tượng được nó như thế nào luôn ấy. Rồi đến ngày hôm nay buổi tối đi về thì lẽ ra là cái station mình phải đến nó chỉ cách cái station từ lúc mình bắt tàu là một stop thôi, nhưng mà mình cứ ngồi đấy và mình quên bén đi mất, và mình ngồi mãi sao không thấy nó gọi tên ra là đến stop của mình phải xuống rồi ấy. Thế là mình cứ chờ đến khi mình thấy lạ quá và mình quyết định là xem lại map. Ai ngờ là mình đã đi quá xa nó rồi và mình phải xuống ngay lập tức và bắt một cái tàu khác hướng quay trở lại để quay về nhà mình, và nó tốn thêm 1 giờ đồng hồ nữa, thì thực sự rất là kinh khủng. Nhưng mà may ở đây cũng khá là an toàn ấy, nên là mình đã đi bộ về khoảng tầm 10 phút cũng khá là ok. Đấy là tổng kết ngày đầu tiên. Mặc dù có những cái sự cố không mong muốn như thế, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là vui vì mình được sang một cái thành phố khác. Mặc dù cũng ở trong nước Úc, nhưng mà hai thành phố lại mang hai cái sắc thái không khí khác nhau và con người cũng khác nữa. Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi và mình sẽ phải sửa soạn để đi ngủ đây. Ngày mai sẽ còn phải dậy sớm để đi vài nơi khác nữa. Mọi người hãy cùng đón xem để biết là mình sẽ làm gì vào ngày thứ hai. Còn bây giờ thì good night. Mình vừa gặp một bác người châu Âu và bác ấy cực kỳ dễ thương luôn ấy. Hỏi là mình đến từ đâu, thì mình bảo mình đang từ Melbourne qua. Xong kiểu sau một hồi nói chuyện gần vào mình, "You're such a lovely and friendly girl, like honey chocolate. Oh my god, like he made my day." Cực kỳ đáng yêu ấy. Xong còn kiểu kiss lên tay, ôm ấy, kiểu người ta làm cho mình cảm giác cực kỳ được chào đón và cực kỳ thân thiện luôn ấy. Ôi dồi ôi, đẹp quá mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang đi lại cái tòa nhà hát rồi. Để cho mọi người xem nhá. Thank you.
sau mình đây là một cái park, gọi là Hyde Park, chắc là một trong những cái park lớn nhất ở Sydney ấy. Nó rất là đẹp nhưng mà thực ra nó không khác gì so với cái park ở Melbourne cả. Sau khi đi dạo một vòng quanh chợ thì mình đã quyết định ra đây ngồi hóng gió một chút. Vì trời hôm nay khá là đẹp ấy, kiểu có gió nhẹ nhẹ ấy. Có nhìn chim này, nhìn ngỗ ngang trên hồ bơi qua bơi lại này. Mọi người có nhìn thấy cái cầu này không? Để mình xem đây cái cầu này này. Nhìn ở ngoài nó khá là đẹp ấy. Mà quay trở lại câu chuyện về cái chợ cá này, thì lúc đầu mình đến thì mình đã không trông đợi nó quá nhiều đâu. Mình nghĩ là chỉ nó bán mấy cái loại hải sản bình thường thôi. Nhưng mà thực ra là đến đây họ làm khá là quy mô ấy. Họ bán rất là nhiều những cái loại hải sản mà kiểu cả làm sẵn nữa, rất là ngon. Nhưng mà tốt hơn hết là bạn nên đi nhiều người khi mà đến đây, bởi vì như thế thì bạn có thể thử được nhiều món hơn. Và một phần họ bán cũng khá là nhiều và cũng không rẻ nữa, nên là đi nhiều người thì mình có thể share tiền với bạn. Mọi người có muốn nghe mình hát không? Cho mọi người 3 giây để trả lời. Kệ mọi người không muốn thì mình vẫn hát. Bây giờ mình sẽ hát bài Mình đi đâu thế bố ơi, lên núi hay đi lên rừng, lội xuống sông hay xuống biển, bố ơi tự nhiên có lo qua, nào tự tin lên bé con, thế giới giang tay đón mời, cho bố con ta đi cùng, khắp nơi đều là nhà. Chắc là bây giờ mình sẽ ngồi ở đây một vài phút nữa và quay trở lại city. Sau đấy thì không biết là tối nay mình sẽ đi đâu nhỉ? Câu trả lời sẽ có trong vài giây nữa.
that you could be somebody else? Are you worried for a future that you haven't got all planned out? Are you scared of facing those feelings that you've never felt?